Minasan konnichiwa, lại là mình đây. Thì hôm nay mà cả nhà cùng mình đi xem làng chài Mũi Né Phan Thiết, nơi diễn ra các hoạt động mua bán hải sản rất là tấp nập. Đây là đường đi xuống làng chài Mũi Né. Phiên chợ này thì chỉ diễn ra vào mỗi buổi sáng thôi nhé cả nhà. Mình dạo quanh một vòng để xem ở đây bán những gì nhé. Phiên chợ bán rất là nhiều loại hải sản tươi ngon, từ cá, tôm, các loại. Thường thì thương buôn ở các nhà hàng hay là những khách du lịch thì thường sẽ đến đây để mua hải sản vào buổi sáng. Đây là một địa điểm các bạn không nên bỏ qua khi mà đến Phan Thiết. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Minasan, arigato gozaimasu.